Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với A Pháo TV và Giàng A Pháo. Này là một nội dung nữa mình truyền tải đến kênh các bạn ạ. Đây là Trư, giới thiệu các bạn. Ngày nay thì giúp Trư cũng khá là nhiều. Toàn là những thứ mà bạn toàn kêu thôi, để tránh những trường hợp bạn ấy kêu khó, kêu khổ, không làm được. Hoặc là đưa ra cái tác nhân, yếu tố này, yếu tố kia là không làm được, ngày mai là hỏng hết. Những cái dự định mà mình vạch ra hoặc bạn ấy đang vạch ra. Đấy, nuôi vịt thì bảo là vịt chết, nuôi gà thì bảo là gà chết. Đó. Cái gì cũng đổ lý do này, đổ lý do kia. Nuôi lợn thì bảo là em không biết mua ở đâu. Đấy, ví dụ vậy. Nay thì bữa trước thì các bạn xem cái video trước mà mình trao cho Trư 4 triệu, hơn 4 triệu các bạn. Và bạn đã làm chuồng lợn rồi. Nay tâm tư nguyện vọng của bạn là sẽ mua một con lợn để nuôi. Ngay trong cái video này thì sau lúc trao tiền thì các bạn, mình đưa Trư đi tìm khắp bản luôn, mua lợn bản và nuôi luôn các bạn. Tránh trường hợp là mà lý do bạn bảo là không mua được lợn hoặc là thế này thế kia, đúng không? Không từ chối được, tại vì là mua sẵn cho rồi. Này thì tránh cái trường hợp xảy ra là em ấy không chịu đi mua, hoặc là đưa ra lý do là tiêu hết tiền, hoặc là em đi tìm mua rồi mà không ai bán cho em chẳng hạn. Mình lấy ví dụ vậy. Ok, các bạn đi hành trình của mình nhé. Bán đi. Không, dạ em có mỗi 2 con lợn này. Con lợn này của nhà mang sang nhá? Không, của ông bà nội nữa. Cái này, con này là của chú Thím, đây là của ông bà nội. Chứ đây, con này có được không chứ? Ừ? Con này có được không? Được mà, chỉ anh khỏi xem họ bán không. Thì ra đây xem nào, có kết không? Lấy con này hay là con trắng trắng bên kia? Hỏi anh xem là có thích con tầm như giống như này thôi không thôi. Hay lấy con này. Mời các bạn xem, đây là 2 con này. Con này rất là đẹp này. Con này đẹp nhỉ. Con này này nó mượt rồi. Nhưng mà con bên này thì con thua các bạn nhé. Con này con của nhà họ. Con này tại sao lại như thế các bạn biết không? Tại vì con này là một con như lợn ở xuôi, người ta ở trại giống. Thế nên là lên đây thì họ giống lợn này người ta ăn cám rồi. Không giống mà lợn bản. Lợn bản ở đây nó quen ăn. Mình đang giới thiệu đây là chuồng lợn nhà bố vợ của Nhiệm các bạn ạ. Đây một chuồng thế này, nhà anh em. Nhà của bác nhà đây anh. À, bác nhà đây à? Đây có, đây có 2 con nữa. Đó. Anh Nhiệm đâu? Thế à? Để anh Nhiệm anh ấy không đi làm nội dung à? Lấy con nào? Lấy con nào? Bán, họ bán xuống trên kia nào? Không bán đâu. Có bán. Không bán gì. Anh ấy khó thì họ bán à, có lấy không? Họ không bán. Họ bán rồi. Lý để cho anh con nào. Hay lấy con trắng. Lấy trắng nhá. Ai mà không bán. Trong đó mình không được đây, để cho anh con gì nhá. Con đâu kìa. Lai lợn rừng ấy con thấy. Ừ, lai lợn rừng. Không, bình thường bố mẹ em thôi. Bố mẹ em bình thường là người ta bán 70.000 một cân chẳng hạn, anh mua 140.000 kiểu gì bố mẹ em nhà mua rồi, anh ta bán đúng không? Đúng không? Khả năng cao em. Vấn đề là thỏa thuận được tiền, được giá không thôi em ạ. Vâng. Ok nhá, thì anh cảm ơn. Dạ. Giới thiệu các bạn một vòng nữa trên đường đi các bạn. Thì thấy cái chuồng lợn bên đường có lợn thì mình hỏi. Hỏi là nhà bán hiệu. Ok, mình đi lên bản tiện. Thank you.
Đấy các bạn, hôm nay thì đưa Trư đi mua lợn các bạn. Và con đường này thì cũng lâu lắm rồi mình chưa đi. Đi mua lợn thì mình nhớ đến là nhà của Sả các bạn. Cách đây khoảng 1 năm rưỡi, 2 năm rồi đấy. Thì mình có mua cho Sả 2 con hoặc mấy con lợn đấy, để bạn ấy nuôi để phát triển đàn giống các bạn. Nay thì mình đến nhà Sả xem, nếu mà Sả có thì mình sẽ mua luôn. Hoặc ít nhất thì mình sẽ cập nhật được cái tình hình nhà bạn ấy trong thời điểm hiện tại bây giờ. Cũng lâu lâu rồi mình cũng chưa lên thăm nhà Sả các bạn. Phải đến 1 năm, 2 năm rồi đấy các bạn. Ok, mời các bạn đi theo mình. Rồi các bạn, trên cao xuống thì các bạn nhìn thấy bản của Sả không? 1 năm liền mình không đến mà có rất là nhiều thay đổi. Và góc trên cao xuống các bạn nhìn thấy từ gánh động này nhìn xuống và sang cái ruộng bậc thang. Đó, cũng vài ngày nữa thôi thì khu vực bản của Sả cũng sẽ thu hoạch các bạn. Và góc bên dưới này các bạn có thể nhìn thấy ở cuối bản, cái nhà của Sả thì ở cuối bản thì hiện tại là mình thấy không còn nữa các bạn nhé. Và cái nhà đấy thì ngay ở cái cây sa mộc, hiện tại cây sa mộc mình thấy cũng bị thấy đốn hạ rồi. Đó, các bạn nhìn thấy góc cây khế không? Và nữa thì có một cái video cũng gần gần đây thì trước đấy thì Nhiệm cũng đã ghi hình thì bạn Sả bạn đã dựng nhà rồi các bạn. Tuy nhiên là mình các bạn, cá nhân mình thì chưa đến cái nhà của Sả từ khi bạn ấy cất nhà. Nay thì trong cái chuyến đi mua lợn thì chúng ta qua nhà bạn ấy luôn và xem là gia đình bạn có thay đổi gì không. Nhà đây anh. Nhà đây em đâu? Đây. À bây giờ nhà em đây rồi à? Em chuyển về đây à. Chuyển lâu chưa em? Chưa. Ồ, bộ khô này được đấy nhỉ. Bộ khô này thực sự là đẹp đi. Mỗi tội là chưa có vách thôi. Giới thiệu các bạn, đây là nhà của Sả các bạn nhé. Nay thì Sả dựng ngôi nhà đây. Vợ của Sả ở đây các bạn. Em bé đây à? Đây à, bé lên đây à? Bé hở mấy đâu? Biết đi đâu rồi. Thế đây là cái đứa nào? Đây là đứa con gái nữa mà. À đứa con gái nữa. Thế đấy phải không? Hai đứa này nữa. Thế à, thế cái đứa gãy tay đâu? Rồi các bạn cứ vào nhà đó nhá. Kẹo thì đây rồi, trông cho mình mua kẹo cho em bé. À em chuyển vào cái nhà này rồi à? Em chuyển về đây rồi. Ồ, cũng là người có tiền có khác. Nhà cái gì? Hả? Đúng, nhà người có tiền có khác, gọi điện không gọi được nữa bây giờ ấy. Đâu máy em vừa chết này. Chắc là sáng nay anh vừa gọi à. Anh chưa nay gọi. Ừ, nhà đẹp nhỉ. Chưa nay gọi gì không gọi được. Ừ, một này ở đâu ra đấy? Mua hay là tự đi làm được? Em tự làm thôi mà. Nhưng mà xài cái thứ thì mua thôi. À, con này đẹp quá nhỉ. Nhà này bao nhiêu em? Làm hết đấy. Hết 50 triệu. Là hết đây. Tổng cộng dựng lên à? Rồi các bạn, với 50 triệu chi phí làm toàn bộ ngôi nhà này từ cột đến thợ mộc đúng không? Và chi phí dựng lên. Là 50 triệu, em ước tính là 50 triệu à? 50 triệu thật á? 50 triệu thật mà. Vay tiền nhà nước làm thôi làm gì mà. Vay tiền nhà nước, vay ngân hàng à? Thì mình nhờ bạn cameraman quay một vòng cho nào. Cho các bạn xem. Cái này có 50 triệu rồi. Tuy nhiên là toàn khung thôi nha các bạn nhé, chưa có bán. Một cái giường anh tạm đây đúng không? À, mỗi giường anh tạm đây. Đây này. À, đứa này đây à? À đây. Rồi các bạn, một cái bé phẫu thuật hở mấy đây. Răng nó bé mọc không? Không, không mọc được đâu. Bây giờ chắc nó phải thay. Bây giờ phải phẫu thuật cấy răng hoặc như nào? Thì bên trong làm chưa? Bên trong làm rồi à, em đi làm lại rồi à? Thôi phẫu thuật lại cho bé rồi à? Phẫu thuật lần 2 rồi. À phẫu thuật lần 2 rồi à? Đi Hà Nội rồi à? Vâng. Thế tốt rồi. Cũng vẫn liên hệ theo cái kênh của cái bác sĩ ở Quang Bình đúng không? Đây đúng rồi. À, thế tốt rồi. Hai bé gái kia, bé trai đây. Thế tốt rồi các bạn à. Tuy nhiên là bé em vẫn hơi gầy nhỉ? Gầy có 10 cân mà. 10 cân á? Ăn được không? Ăn thì ăn ít thôi. Ăn bình thường mà như nó không, kiểu của nó không tăng cân ấy. À. Ăn bình thường mà không tăng cân à? Dạ. Tức là em cái đàn mà anh đấy Trư nhìn này. Đây là Sả, giới thiệu với em. Có gần nhà em không? Em biết bạn này không? Biết không? Đấy thì bạn này nhá. À rồi các bạn, trên kênh thì duy nhất chắc là hiện tại là cái thời điểm mà mình mua lợn mà để các bạn trên vùng cao nuôi ấy, khả năng là hiện tại Sả còn giữ lại được 2 con lợn nái đúng không em? Con lợn nái em mua hiện tại em còn không? Còn. À thì anh đi xem. Thế mình cứ giới thiệu trước như thế ra cho tí đi xem các bạn. À, thì dường như là mỗi Sả còn đang giữ lại được con lợn nái. Hôm thời điểm đấy anh mua cho em mấy con nhỉ? 2 con. 2 con. 2 con lợn nái. 2 con lợn nái. Lúc sau còn có mua thêm không? Không ạ. 2 con thôi đúng không? 2 con lợn nái.
sau là tái đàn được. Em xuống tận nhà, tận phố làng lấy nhỉ? Đúng rồi. À rồi rồi. Chờ em à. Bây giờ được bao nhiêu lâu rồi nhỉ? 2 năm chưa? Chắc là 2 năm rồi. Trước khi có gì Covid nhỉ? Đây. Đứa con được 2 tuổi rồi mà. À cái đứa này được không? Đây. 2 tuổi. Bây giờ được 2 năm rồi, các bạn trông là mình xem ai con lợn nó tái đàn, các bạn ấy tái đàn kiểu gì. Thế hiện tại là em nuôi xong là bán được mấy lứa rồi? Bán được gọi là 2 đàn thế à, 2 đàn con thế, nhưng mà có 1 đàn thì chết hết rồi. À đàn trước 1 đàn chết à? Ừ. Tức là em thấy nuôi thế là có lãi hay không, hay là chỉ là thêm việc cho em? Nói chung là nếu mình có mua các thứ thì cũng có lãi mà, nhưng mà còn bây giờ mình không có mua các thứ thì cũng có lãi. À tức là ở nhà thì mình có thể là nhặt cái rau này hoặc củ quả này, chuối này thì là nuôi thế là được đúng không? Được. Thế thì tốt rồi đó. Tức là tất cả những cái bạn trẻ mà nuôi đến hiện tại bây giờ, bạn riêng bạn Xả với bạn Hồ, tức là đối với kênh của mình xây dựng ấy, thì các bạn ấy tái đàn và nuôi được, thế là điều đấy là mình rất là mừng. Nay thì chúng ta đi xem cái lợn của bạn ấy, xem là Chư có nuôi được không. Chư ơi, em phải ra đây học hỏi anh Xả nhiều nhá, anh hay là bạn ấy nhỉ? Chắc anh thôi, là anh đây. Ờ Xả là anh à? Đây bạn ấy nuôi ý chí như này. Thế là nhà thì em xây dựng thời điểm nào? Giờ cũng sắp được 2 năm rồi, sắp được 1 năm rồi. Sắp được 1 năm. Tháng 11. Tháng 11 Tết à? Thế sao làm nhà thì không gọi anh để anh hỗ trợ được phần nào hay phần đấy? Mình cũng muốn lắm, nhưng mà anh giúp em nhiều lắm rồi, anh cũng ngại anh. Ngại gì? Tức là thời điểm nếu mà em gọi là anh vẫn sẵn sàng giúp em được phần nào đấy. Vâng. Ừ. Ngay thì đến thì em làm được cái nhà này. Nghe tin rồi, nhiều quay rồi anh nghe tin rồi. Này thì phấn khởi quá em. Cuộc sống của em với vợ em đây là có thay đổi này là tốt rồi. Giúp và cuộc sống nó đi lên thì mới thích chứ, cuộc sống cứ đi xuống thì ngon thua đúng không? Vâng. Rồi. Ngôi nhà của Xả mình sẽ giới thiệu chi tiết cho các bạn xem. Nhà thì khung vật liệu gỗ các bạn. Tuy nhiên là nhìn lên thì đối với nhà của Chư thì nhà này mới tuyệt vời hơn. Chư ơi, nhà này với nhà em thì em thấy nhà nào hơn? Nhà này đẹp hơn à? Để hỏi Chư đánh giá là nhà nào đẹp hơn. Nhà nào đẹp hơn? Thế giờ lấy nhà em bây giờ đổi với nhà này thì em đổi không? Tháo đi tháo lại nó chả hỏng hết gì. À, tháo đi tháo lại hỏng hết gì à? Vấn đề là thích hay không? Thích không bạn Xả, gọi là anh Xả, anh ấy để lại luôn. Hả? Có thích không? Có. Có à? Ừ. Thế nhưng mà bây giờ dỡ về dựng chỗ nào? Dỡ vì làng cái lấy sắt đủ, sau làng qua cái khô cái sông đủ dựng ở trên thôi. Thế à? Nhưng mà theo anh nghĩ, anh bảo là nhà to hay nhà nhỏ, hoặc là nhà to hơn nữa, nhưng mà tư duy làm ăn của mình không ăn thua ấy là không được. Đó. Rồi, hỏi bạn Chư một chút như thế cũng được rồi. À, quay ngôi nhà một lượt nữa các bạn nhé, xong là đi xem lợn như nào. Này thì mình đi khả năng là hợp lý đấy các bạn. Theo Xả nói là đàn lợn của em thì hiện tại còn 2 con. Bữa trước thì cũng bán rồi, nay thì còn 2 con nữa thì để lại cho Chư nuôi thì cũng hợp lý đấy. Bạn có 2 cái giường, nhà hiện tại là có bao nhiêu thành viên? Thế bé lớn đâu, bé lớn đâu? Đi theo bà ngoài, bà nổi nó xuống dưới kia. À, tay của nó thế nào rồi em? Tay của nó được rồi, nhưng mà nó có vết to lắm. Vẫn có vết sẹo to á? À, nó có tay có thẳng trục không? Tay thì cũng cong như tay của em thôi. Có hơi cong cong à? Ở thời điểm đấy phải ấy cơ, phải tập cơ. Nhưng mà anh nghe nói bảo em đi làm công nhân à? Em đi làm à? Em đi làm tận đâu? Làm ở dưới Bình Dương. Làm ở tận Bình Dương? Vâng. Đi ô tô đi. Đi ô tô à? Đi mấy ngày đến? Chỉ có 2 ngày thôi, 2 ngày 1 đêm thôi. 2 ngày 1 đêm đến. Ừ. Thế là em biết nhiều hơn anh đấy, anh còn chưa đi Bình Dương bao giờ. Em đi làm công ty thì chắc cũng không biết cái gì nhiều đâu anh ạ. Anh ngoài cái mấy tỉnh Tây Bắc, tỉnh miền núi phía Bắc này, anh còn chưa đến Hà Nội cơ. Làm gì? Thật mà. Em còn đi qua Hà Nội, đi tận Bình Dương, đi tận Sài Gòn thế thì biết nhiều hơn anh rồi. Anh thì đồ em thôi, anh chắc đi nhiều hơn. Không phải, anh làm gì biết Bình Dương em. Bây giờ em hỏi xem, anh hỏi em nhá. Bản thân anh đến Bình Dương có anh em họ hàng gì không? Đúng không? Anh hỏi em. Đúng không?
anh cơ, thế nên là không đến Bình Dương bao giờ là đúng rồi. Thậm chí thành phố Hồ Chí Minh thì anh bây giờ cũng không có anh em họ hàng hoặc bạn bè gì ở đấy, thế nên là đi đấy có khi còn lạc, không biết có ai tiếp mình. Đấy. Mà đi thì không biết là lấy tiền đâu mà đi. Đấy. Hai ngày một đêm đến Bình Dương à? Hai ngày một đêm tầm khoảng 4 giờ đến rồi. Thế là 4 giờ sáng. 4 giờ chiều chứ. 4 chiều. Ờ. Rồi bạn này sẽ từ từ các bạn, nhà thì như này là ngon lành rồi. Đó, hai giường. Hôm nay mình bất chợt đến đây nha các bạn nhé. Nhà của bạn thì chắc là thời điểm đến ngày nay nữa thì là dựng được 1 năm rồi. Đó. Quay bằng bạt. Chưa có làm kiên cố bằng phên. Vụ này thì gặt chưa em? Cắt rồi à? Được bằng này, được bằng này thóc à? Ừ. Một. Ây da, này cũng yếu ấy nhỉ em nhỉ? Ủa có... Ai thừa mà. Như này yếu đấy, như này đủ ăn không? Không, mua thêm chứ, nhưng mà có tiền đấy. Ừ, cái nồi bữa trước anh mua đúng không? Đúng rồi. Có dùng được không? Được rồi. Có dùng được à? Tốt rồi, thế còn bình ga thế nào, bếp ga? Ga hết ga rồi. Hết ga. Nước thì dẫn ở trên kia về đúng không? À, thế cái nền cũ thì thế nào em? Nền cũ thì đất của anh em thôi. Giả họ rồi. Thế có nhà bên cạnh này là như nào? Nhà bên cạnh nhà của em trai. Anh trai. Nước là dùng chung nhau à? Dùng chung mà, nó dùng cái kia mà. À. Em đấu với nhà ra đây. À, rồi rồi. Bếp thì đây. Có phải cái nồi này anh mua cho em không nhỉ? Nồi này. À, nồi này anh mua cho em. Chứ nhá, đây anh Trăn mua tặng cả nồi trang bị cho bạn ấy nuôi lợn này. Vẫn là cái nồi này đúng không? À, hiện tại vẫn đang cho lợn ăn này đúng không? Đấy, nấu bằng đu đủ với cám đúng không? Ok, đi xem đàn lợn của bạn đi. Em nuôi thêm con trâu nữa à? Con trâu này của em trai cái này. Em trai đây à? Cái bà cụ ở bên cạnh nhà em bây giờ thế nào rồi, có khỏe không em? À, bản thì đây 1 năm mình chưa đến thì cũng rất là nhiều thay đổi các bạn. Chắc phải 2 năm rồi đấy, sản nhỉ? Trước anh thấy có một đàn lợn ở cái chuồng này nhiều nhiều, bây giờ thế nào rồi? Xuất chuồng hết rồi à? Có lãi không? Chắc không á. Sao lại không có lãi? À đây còn một con này. Bắt tạm bỡ. Chào em. Có thêm em bé nữa à? Em bé được mấy tháng tuổi rồi? 1 năm rồi. 1 tuổi. Phải đến 1 năm anh không gặp em đấy nhỉ? Đúng rồi. Có gì thay đổi mới không em? Không. Vẫn như xưa thôi. Vẫn như xưa à? Vâng. Vợ em đây à? Không. Vợ em đúng không? Vợ em đi làm rồi. À rồi. Ok, để mình đi xem đàn lợn đã, xong rồi cập nhật cái bản sau. Tách nước cho cả bản à em, hay là của gia đình nào? À, của bố em mua à? Tech này thì tốt rồi. Tech này to cả bàn dùng được cũng được. Anh em nhà có việc gì, tech này đủ nước để dùng. Xả thì đây. Hai con lợn không biết là 1 năm rồi các bạn còn nhớ nữa không? Đây là 1 con đúng không? Ừ. 1 con thì để cho bà nuôi. 1 con bà để bà. Cho bà, để cho bà nuôi à? Ừ. Để cho bà nuôi hay là cho bà mượn? Bà nuôi à, kiểu là nó con kia nó để con nó hay ấy, nó không cần đẹp ấy, nó gì bây giờ em thiến rồi, con kia thiến rồi à, thiến chuẩn bị bán thịt. Ừ. Thế con này là tầm khoảng độ 85 cân nhỉ? Con này. Ừ. Chắc không có đâu. Có con này gầy mà, con này khoảng 80 cân có đấy em ạ. Lợn nái tuy nhiên là con này hơi ngắn nhỉ. Ừ. Chưa mẹ của con, mấy con lợn con kia nó lớn bằng này em có lấy không? Không, mấy con kia nó bé hơn. Không, tức là ý anh là giống đấy. Đúng rồi, con này đẻ mà. Con này đẻ, nhưng anh nói là con mẹ nó nhỏ nhỏ này thì con nó sau này nó cũng chỉ lớn bằng này thôi. Đúng rồi. Nuôi béo còn 1 tạ này. Kiểu gì được 1 tạ nuôi béo, nhưng mà lợn nái thì... Em ơi, em nhìn con lợn như này, con mẹ nó như này thì hai con kia em có thích không? Bây giờ là em nuôi ấy, thì là em quyết định. Em bảo thích thì mình bắt, mà không thích thì mình đi chỗ khác tìm. Lợn bây giờ nó đi đâu mua nó to bằng này thôi. Thế là em ưng ý thôi gì?
như đâu mua nó to bằng này mà lớn. Nhưng mà ưng ý không? Đó. Xem. Hả? Đó. Đi xem. Đi xem tiếp à? Úi giời, đi xem tiếp à? Tức là ý là không gật đâu chứ. To. To. Đấy, nếu như em mua ấy, con lợn của em nó sẽ lớn bằng bằng con này. Hả? Tức giống ấy. Bạn này đang đắn đo, để bạn ấy suy nghĩ nha các bạn nhé. Mình lên giới thiệu quanh quanh một chút. Cái chủng lợn của bạn xưa thì ở đây. Mình lên trên này một đoạn nữa để giới thiệu các bạn đi. Bây giờ nó chỉ còn lại cái là dĩ vãng rồi. Tại vì là xã đã chuyển xuống dưới làm nhà. Cũng bao nhiêu thời gian mà mình lên đến đây các bạn. Ngôi nhà bà cụ mà có anh con trai nữa gần nhà xã, mình vẫn còn nhớ các bạn. Cũng một năm không gặp, không thấy, không lên đây. Đó. Bữa trước thì động viên xã thì bạn ấy lên đồi, lên rừng. Không phải là cái chuồng này đâu các bạn ạ. Chuồng này chuồng nhà hàng xóm thôi. Bạn này dựng cái chuồng ở đây này. Đó. Chuồng này tại đã dỡ rồi. Nhà của bạn này thời điểm ở đây. Đó. Cây sa mộc rất là đẹp luôn. Hiện tại cũng chặt đi rồi. Đây có một cây sa mộc nữa các bạn. Cái này là cây thông thì đúng hơn, chứ không phải cây sa mộc. Đó. Một ngôi nhà ở bản khá là sập sệ cũ kỹ. Thôi đi xem. Hai con lợn kia xem là chưa có quyết không. Nhà của xà ở đây thì giờ đây góc này thì các bạn mới thể nhìn rõ hơn cái nhà cũ. Nhà trước kia chật chội ấy thì bạn dỡ về để làm nhà bếp. Nhà lớn thì bạn ấy đã chuẩn bị được cột các kiểu. Xong như này. Đó. Và bạn cũng tâm sự rằng là đi vay ngân hàng để làm cái nhà này, khung nhà này. Và bạn ấy đi làm ở Bình Dương. Nay thì chắc là chắc mình hỏi sau lý do gì bạn đang đi làm mà bạn đã về. Hay là nhớ vợ quá, về thời gian lại đi. Đâu em ra đây xem nào. Em chào anh nhá. Để trong này anh. À trong đấy à? Hai con nuốt riêng rồi đúng không? Ok. Lulu là dài dài à? To. Lulu là to à? Lông nó đẹp đẹp ấy. Này được ấy. Ưng chưa? Đây đang hỏi giá thì xem nó bán cần bao nhiêu tiền. Ừ. Mày không sao nhá. Này lúc này vừa ngã các bạn đau. Đây con. Ú, lật thải. Làm cái. À, bà là ngay bên cạnh nhà xã nhỉ? À, rồi bà cụ đây các bạn, này thấy rồi. Nhìn nha. Rồi để hỏi xem giá như nào. Có một túi rồi mà vẫn buồn lắm nhỉ. Buồn lắm nhỉ. Có một túi kẹo rồi, thẳng rồi mà vẫn cứ buồn lắm nhỉ. Hỏi xem nó nãy ngã đau đâu không? Nãy ngã cháu đi. Đi rửa mặt cho biết cho cháu đi. Nào. Dính tóc lại
máu nó tốt tốt chút lâu hơn. Đi rửa mặt cho bạn ấy, đi em. Thế là nó có công hộ à. Vừa ngã cái đấy. Quyết định mua các bạn nhá. Hai con lợn. Chắc là mỗi con được khoảng độ 9 cân này thôi các bạn. Chứ thì ưng rồi. Mình thả cho nhà xã hai con và lợn đẻ và hiện tại tái đàn. Có lợn như này, bạn cũng thích kiểu lấy vía xin vía ấy các bạn. Lợn thì bây giờ cũng rẻ thôi các bạn nhá. Ngày trước mình mua là 1.6 triệu với 10 cân lợn thì hiện tại là đã rẻ hơn. Hiện tại là giá xuống rồi các bạn, không còn đến mức giá đắt như thế nữa. Quẹt thẻ giao dịch chốt trả tiền các bạn. Hai con. Hai triệu tám. Rồi, bây giờ anh em mình về. Được không? Không thì em cho nó cái mõm mõm mà nó thò ra em ạ. Không là nó ấy đấy. Sợ nó chết đấy. Chết được không? Ủa, đừng có nói thế em. Gở, nói gở, điểm gở. Hôm nay xem ngày chưa? Đấy, hôm rồi anh bắt cho xả phải xem đúng ngày con voi đấy em. Lợn nó mới lớn như này. Không biết em bắt một ngày con hổ lợn chỉ có chuyện ấy thôi. Không lớn ở đâu, nó còi cọc ấy. Thế sao anh không để cho mấy năm nữa mới mua năng này năng con hổ rồi? Năng này con hổ à? Ừ. Thế à? Năng này năng hổ. Sợ năm con hổ nó không thành ấy. Nhờ. À, bây giờ cũng rất là à xá ấy, lý do gì mà em đang đi làm ở Bình Dương mà em về? Không có lý do gì anh ạ, chỉ có là không có công việc ấy thôi. À đấy là hết việc rồi em về à? Vâng. Thế lương ở đấy cao không? Lương đấy thì lương cơ bản thì 4.9 triệu thôi. 4.9 triệu một tháng. Thế là tổng thu nhập của em một tháng được 12 triệu không? Đấy làm tăng ca thì bao nhiêu tiền? Được hơn 10 triệu. Trừ ăn uống thì về em có thể giữ là được 7 triệu đúng không? Làm gì giữ được, không giữ được đâu. 5 triệu còn xem đấy anh ạ. 5 triệu còn xem à? Ở dưới đấy phòng tròn đắt lắm. Phòng tròn 2 triệu. 2 triệu một phòng này. Đây. Trừ chi phí cả tháng thì nó hết mà 5 triệu, 6 triệu gần đấy rồi. Thế à, thế em đi về đến thời điểm hiện tại là được bao nhiêu tháng? Tổng kết ra là bao nhiêu tháng rồi? Hơn 3 tháng rồi. 3 tháng đi được 3 tháng rồi á? 3 tháng. Thế là về gửi cho vợ được giữ được bao nhiêu tiền? Ô, gửi cho vợ thì chắc vợ cũng tiêu hết rồi anh ạ. Thế à? Được 15 triệu đúng không? Không được đến à? Được đó. Bây giờ thì em về nhà có đi tiếp nữa không? Chắc không đi rồi anh. Thế à? Bây giờ là hai bố con đi chơi bóng chuyền? Không, con không đi đâu. Con khó lắm. À khó không? Thế em đi chơi bóng chuyền đúng không? Em đi chơi bóng chuyền. À rồi. Bây giờ đúng là người có tiền rồi, đi chơi thế bóng chuyền. Đấy. Thể thao chơi anh ạ. Rồi, ok em. Rồi các bạn chia tay của xã đi, mình sẽ về với Trư với hai con lợn đi các bạn.
À chứ làm gì nó cũng thế các bạn, không thuận lợi. Và đây là hai con lợn tuột. Thành ra là bây giờ bạn ấy phải cắp nách một con về. Một con thì mình sẽ đi con xe của bạn ấy lai cho. Còn bạn ấy sẽ đi với xe của cameraman để xách con lợn này về. Giải pháp. Giải pháp đây ạ. Đây được ạ. Đâu đây đâu. Thôi để con mèo thả ra một con. Thế con này ra anh thả cho, em thả một con. Em có thả ra đây, em bỏ cái chuồng. Thế à? Cắt túi. Đây rồi, anh mua được bạn đây rồi. Cắt túi à? Anh thả ra một con xem là con nào lớn hơn. Con này con bé đi. Đấy, anh thả con bé đi, con to cho em thả. Con hổ là con nó ghê gớm đúng không? Ba ngày mới được. Nấu cám cho em. Nó xong chưa? Ok, anh thả một con nhá. Rồi các bạn, trong cái video mà trước đấy thì về bên A Pháo TV các bạn, đó chính là nhà Tráng, thì mình nhớ đến là bạn Đô bạn có thả hai con lợn các bạn. Tuy nhiên con lợn rất phá, nay thì mình cũng đi thả một con xem là tình hình nào. Mình thả một con thôi các bạn nhé. Rồi cái này đốt đi. Trước khi đi bắt lợn thì bọn mình đã có cái quyết tâm các bạn là chắc chắn phải bắt được. Thế nên là Trưa đã dặn vợ là nấu cám ấy rồi. Và đây chính là cám lợn các bạn. Thế này thì hòa cái cám này cho con lợn nó ăn. Bé thì đây cũng muốn xuống lắm rồi đúng không? À bây giờ bạn ấy nói chuyện được không? Nói chuyện bình thường thôi đúng không? Nói chuyện có ngọng không? À thì mỗi cái là không đi được rồi đúng không? Bạn này thì mình nhắc lại các bạn nhé, là dị tật cái xương cột sống rồi, thế nên là cũng khó chữa các bạn. Cũng hôm rồi là đi bệnh viện Đa khoa huyện Quang Bình với lại đi bệnh viện tỉnh Hà Giang thì các bác sĩ chuyên khoa cũng đã xem thì cũng có kết luận là không chữa được. Mà nay thì là cứ như thế này thôi. Cho nhiều nước quá không? Anh nghĩ là nhiều nước rồi đấy. Nóng à? À rồi. Cho đường nào? Hiện tại là hai con này nó còn sợ, nó chưa dám ăn đâu. Một con là có cái bớt bớt trắng trắng ở trên lưng các bạn nhé. Một con thì đen hết. Đen hết cả con. Này nó sợ chứ dám ăn đâu các bạn. Rồi. Ngày nay thì Trư đã xong cái chuồng lợn và có lợn. Để vài thời gian nữa thì xem là tình hình như nào. Lợn này này em này. Em nối cái ống nước này qua đường xong là hàng ngày tắm và rửa cái chuồng. Nó không bẩn thì lợn lớn rất nhanh. Đó. Biết rồi đúng không? Thứ nữa là mua cái ô doa để tưới rau nhá. Đó, những cái thứ đây là cố gắng làm đi em ạ. Nay thì mình không chơi được đâu, không ở nhà chơi điện tử hoặc là xem điện thoại hoặc là đi rừng đi giết được đâu em ạ.
làm ăn kinh tế thôi, không chơi được đâu nhá. Con nhỏ là anh thả, con lớn là em nhá. Mình nữa xem con nào lớn hơn. Qua cái kèo này là kèo ổi à, mua trên bản. Nãy mua các bạn để cho con mấy bé trẻ con trên bản. Kèo này em ơi. Con. Không, em lấy khỏi gói đi. Thì các bạn, cái video này đến nhà Trư vào ngày hôm nay thì trọn vẹn một ngày với nhà Trư các bạn. Thứ nhất là xem lại cái vườn rau của bạn, thứ hai là tổng kết lại và đánh giá cái chủng lợn mà bọn mình đi mua lợn. Thứ ba là bọn mình cũng động viên bạn ấy trong ngày hôm nay bỏ qua nỗi đau mất mát mất con đi. Xong là nữa là em ơi, trong thời gian tới là xong là trồng rau rau lang nhé. Rau lang, rau lang em biết chưa? Không biết rau lang hả? Biết được. Ôi giời ơi, rau lang anh thấy trồng ở đây này, cái chỗ này không phải đất của ai đúng không? Em lầu hết cái chỗ này đến bờ suối đúng không? Nhưng em không biết rau lang đâu. Rau khoai lang ấy. À, khoai lang gì anh bảo. Ừ. Khoai lang anh bảo rau lang thì em biết. Rau khoai lang ấy. Nhớ đúng chưa? Nó có lang. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ trồng một ít ở đây để cho lợn nó ăn ấy. Lợn này có thể nấu bằng chuối, bằng sắn đúng không? Ừ. Đó thì em trước hết thì thằng là trồng ít rau khoai lang. Rau khoai lang thì vào mùa xuân thì nó mới phát triển được, bây giờ mùa đông thì nó sẽ tàn. Tuy nhiên là em trồng ở ruộng này, ruộng mình có ở đây này, ruộng bố mẹ em ở đây là em lên luống. Cũng như cũng trâu ấy trồng được. Còn không thì em trồng một tí ở đây để lấy giống. Sang mùa xuân đấy, sau Tết ấy mình trồng đại trà ra ở chỗ này này, nuôi lợn. Thì nó ăn đấy, đỡ phải đi lên rừng cắt rau, em hiểu chưa? Thứ nữa là chuối đúng không? Chuối mình trồng ít nữa. Nhưng mà yên tâm rồi các bạn, có một ít ngô thì bạn kiểu gì cũng sẽ nuôi con lợn nó không chết đói đâu. Như Trư bảo là em có ngô lợn không chết đói đâu anh ạ, không phải lo nhá. Thế mấy tuần nữa thì anh sẽ sang nhá. Cố gắng phát huy để làm kinh tế em ạ. Anh về đây. Về nhá. Em về đây. Rồi các bạn, cái video này chắc là mình cũng quay đến đây thôi. Mà cái con đường của mình về thì cũng khá là xa và nó khó đi nữa. Thì mình sẽ về. Trong tương lai tới nữa thì sẽ qua kiểm tra đánh giá lại cái hai con lợn của bạn thế nào vào cái vườn rau của bạn. Bạn này chắc là phải cầm tay chỉ việc làm từ từ chứ còn hứa rồi đấy, hôm nay hứa rồi nhá. Và mình kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành cùng Giàng Áo Pháo. Thì kết thúc video, hẹn lại video tiếp theo các bạn ạ.